Hello các bạn, lại là mình đây. Yeah. Wow, đầu tiên là một khẩu súng của đội trưởng Mỹ các bạn ơi. Wow, anh đội trưởng Mỹ là có một cái khiên này các bạn này. Wow, khẩu súng lục này kết hợp màu xanh trắng các bạn nhé. Đó, anh đội trưởng Mỹ này đang ngồi trên, mà tôi thấy nằm ấy đúng hơn. Yeah, anh đang nằm trên một khẩu súng các bạn ạ. Ok. Wow, tiếp theo là một chú bò tót màu xanh. Wow, chú bò tót này có cái sừng màu tím này. Wow, đuôi màu tím luôn. Ok. Wow, đây là một cánh quạt của Pikachu các bạn ơi. Yeah, một chú Pikachu rất dễ thương nhé các bạn nha. Wow, toàn thân màu vàng luôn. Yeah. Tiếp theo đó là một bao tay khủng long các bạn ơi. Có thể đút tay được vào đây này các bạn ơi. Yeah, wow. Chú khủng long bạo chúa này có chiếc răng rất là sắc nha các bạn nha. Wow, nhiều răng quá. Yeah. Wow, một chiếc ô tô, nhưng mà đằng sau chiếc ô tô chính là Bombi. Bombi biến robot biến hình thành ô tô các bạn ạ. Ok. Yeah, một khẩu súng rồng các bạn ơi, được chạm khắc rất là tinh xảo các bạn này. Yeah, bên này cũng vậy này. Wow, trên hai nòng dưới một nòng là ba nòng luôn. Yeah, chất luôn. Ok. Wow, một khẩu súng lục truyền thống băng đạn này các bạn ơi. Đây là băng đạn này. Yeah, khẩu súng lục vàng kết hợp với màu đen. Ok. Tiếp theo là một chiếc xe tăng. Trên chiếc xe tăng của anh lính này đang ngồi ngắm bắn này các bạn này. Yeah, ok. Wow, một chú lợn màu hồng rất là dễ thương. Pink. Yeah, chú lợn này có đôi tai tím và cái đuôi màu tím luôn. Ho ho. Yeah. Wow, một khẩu súng máy các bạn ơi, màu bạc các bạn ạ. Khẩu súng máy này rất là xịn sò và chất chơi luôn. Cái này mà đi phố thì cháy phố luôn các bạn ạ. Ok. Wow, còn đây là một chú cá sấu lưng màu hồng. Wow, chú cá sấu này rất bậm trợn nha các bạn nha. Wow, rất là nguy hiểm, mình phải tránh xa ra. Ok. Wow, cuối cùng là một chú chim thời khủng long các bạn ơi. Đằng sau có cái nút bấm này, tiếng kêu của nó rất là kinh hãi các bạn ạ. Yeah, thôi mình tắt đi nha. Ok, video của mình đến đây là hết rồi. Xin chào các bạn.